xong anh em cùng chụp xuống bằng bốn tầng ở kia, sau cùng một căn cầm ai chụp cam, đại dương chụp kia riêng rồi thằng ngày pro khoa và bị mau pro muối và đào mong pro bị dục và hay thằng ngày ní cứ chỉ thằng ngày tìm muối và sập đá tìm muối và khai muối này cho năm pi bon mà phải và hay sừng khâm tha bọn bọn tầng ọc nếp bàn vô tà lọc màu bì ca xâm ra lùng hai cài nơi thường ngày bọn sạc có ní bàn chụp chung krom kru xa và bàn rất bận tăng nơi chùm nón tệ tôn phiếp xin lật xin à và chụp chung khi nếp xa chỉ thầm mấy hơi ca xâm ra ní cứ ạc nha đòi bọn bọn tầng ọc nếp bàn xâm ra cái và xâm rùa chất hơi sầm ruồi cô đáy sầm rạp cho năm bì bòn mà phầy và anh chẳng hơi thằng anh ấy cứ đào cho năm phóng và bây giờ nó bọt đào để trong lương cho mà chơi chơi bị phía xa cho mùi bóng bồn để thằng anh ấy cứ chạm khổ vì say này ca đất no mà chỉ vào cắm sầm rạp cho năm bì bòn mà phầy và bóng bồn nó ngọt nghĩa để miên bóng nón trong chạp đào mà chỉ vào cắm rư còn nẹ đài cầm bông tại chạp đào mà chỉ vào cắm hơi và bóng bốn từ chliệt dọc ở cả ní và chlo bình trắng trút bình nứt luôn dưỡng thật ta chạp khổ vị say này ca đất no mà chỉ vào cắm rồi bỏ dưỡng xâm rạp cho năm bì bọn mà phải ní cứ chìa vầy và dưỡng đau tờ lửa vầy và chẳng dương năng sợ bái chụp chụp khả nế bài chụp biếp xua bằng bốn năng ọc nế để tâm chôn màu thamay thamay hay chỉ liệu đoạn này cứ xông sva cung bằng bốn năng ọc nế tèng nẹ chắc và tèng nẹ thamay và dương chụp chụp khả nế nơi chân năm bì bọn mập hầy và hơi thằng này nế cứ mẹn tên đấy chân năm nế cực xa mọt bán chun bò bằng bốn năng ọc nế sửa bùa lê bùa đời xa và đặc sai chân năm và tăng vì vừa tập lọc màu vì cửa rê vĩnh và bà đã xài xua sốc tục và màu liên cho mọi toàn bạch ấy chẳng hãy bọn bọn và hai chiếc sử đập xùm liên cho hiện bay xùm liên tích và hiện ngon lên tích ấy và sốc xùm bái bọn bọn ngọt nha mình hút và nít và lưu xùm liên cụ chú bãi và tay xùm liên sẵn môn nâng chạp đau này vì rưu chạm khổ vì say này cả đất non mà chỉ vừa cắm sầm rạp cho năm pi bòn mà phầy và chẳng ngày ní sợ bái với bọn bốn và chụp chung cái này sợ bái chất và rình rí ban trở trên về rương rình trầm ra ơn ban trở trên về rương miền và giáo ích và ban chụp chung bọn bốn đồng ngọc này hơi căn đại sợ bái chất nơi bây đài khơi bọn bốn đồng ngọc này miền chi vừa phiếp căn tại rung rướng và miền chi vừa phiếp căn tại thu thía và hơi khơi bóng bồn đồng ngọc nế bàn bùng ri chi và cắm và nẹ khá đài bắt đầu là ca nghi ở côn khám ai dương dù bà chôn dù vẹn ri bồn bồn chì đi sất ấy cho nón cao ní cứ còn miên ca nghi thơ đời xa thầy ca chạp bắt đám chi và cắm rồi bóng bồn đồng ngọc nế đài và nô mình hiê và chăm chụp lưu cố của rê thay tìm một phây vùng mùi và khai mùi ở côn bóng bồn chì là ca ní cứ xông chúng tôi đã bằng bốn tầng ọc này xong màu tì và đa cho năm thầm mấy mà tì và đa cho năm thầm mấy thay đại sao cho năm thầm mấy và năm bì bọn một phây ní hay con bốn bà thoa bà xong và con mẹ đa bày đa nâng cửa thả xong bọc bà tiên bò chây xa đây xua xa đây đó bằng bốn tầng ọc tầng nẹ này chất tầng nẹ này chân ngay nâng cửa thả xong mời bàn sốc xong mời bàn xa bài xong mời bàn rít chấm ra ăn rung rương hay ruột nơi bà cóp đòi phía bà rì nè không chỉ vật và ở côn bà bồn à là nít cư đời xa bên bà lìa bà chương mình trả ơn thế và mở máu ai nâng bạch tàu vinh lời ấy và chẳng ngày nít cư đời xa ngày nít cư chìa ca lai lực tì muối và sạp bà đà tì muối và khai muối này cho năm bì bòn bà phây
Chẳng hạn cứ chỉ thay lọ và chụp chung bằng bồn tầng ốc nia nơi con ông mà chi vật cảm đi miền bằng bồn khác miền bồn non trong chạp đào mà chi vật cảm hai miền bằng bồn khác cứ cầm bông tại chạp đào mà chi vật cảm và có với có chân nắng và bà class rule khác nè class rule cho đàn riêng của bà nè class lộn bà cho đàn riêng rule hai nè khác có ban ri chùm ra ơn rừng đầy rừng chương rồi cho hời và phần tái nơi tại trong ban nơi cùng nít nơi bọt bị sao dù bò rưu cầu cát phơ bà cho bọn được hiếp nơi bò đầm miên xâm khăn mà chụp luôn nâng cư bận chì miên xả rạo xâm khăn nè hãy xong có xong chí liên đoàn cán thì chùm riêng bóng bồn tầng ọc nha xa chứ mây mà đón tiếp đời gian nè tiệm xa nè căn tài trả ơn ấy và thiên bọt này thì ngày ní cư xong nỉ dây ẩm bí chạm khổ vì say này ca đặc nóm ở chi vật cắm cho năm bí bọn mập hầy nhưng chẳng có mọi khát về bọn bọn tầng ọc này tí mùi bọn bọn đài miên bẩm nón và miên bẩm nón trong ba cái chi vật cắm mà ta ở vậy tới chỉ chạm khổ vì say bỏ dường ta dường ru nơi rò ngay và đại dương trong ba cái chi vật cắm này xâm nua xua ta ta dương cư chia bộ cố đại miên chạm khổ vì say tới ngay à nà cốt giảng mệnh và xâm xoan là mọt há bóng bôn tầng ọc nế cư chia bộ cố đại miên chạm khổ vì say và ở vậy tới chia chạm khổ vì say nay à chi vật cắm rồi bỏ dường ca đất no mà chi vật cam rồi bỏ dưỡng nơi nông chân nam bì bòn mà phải nấy cứ chia sầm nua rồi bỏ nhóm đại xua bắt đầu và đại xua bắt đầu từ bồng bồn tầng ngọc ní đại miên bồng non và trắng chập đầu mà chi vật cam và ở vậy tới chia chạm khổ vì say rồi bỏ bồng bồn tầng ngọc ní và hãy chăm pua bằng phôn dương đại cầm phong tại đất nước mà chi vật cam để bày cho bọn này đại cầm phong tại miền đại chi vật cam là không đầy đâu bao dương hay nè ta chặt khổ vì sai bao dương nơi không chăn năm pi bòn mà phải nè dương mưa bị đào chăn năm tại trong chăn năm sầm lăng tại trong chăn năm ta nơi trong chăn năm pi bòn mà phải ta dương trong khơi ai chi và cam rồi bỏ dương tới dạng mạch anh ấy chia ca sầm lăng chia ca sầm lăng mới dương nơi bị đám chân nắm dương sầm lăng mới từ trong chân nắm thật ta ở vậy tới đại dương trong khơi ở cả miền ở nông ai chi và cam rồi bỏ dương đại nơi crom ca đất nom rồi bỏ dương đại chi mà trả chi và cam dẫn cực trong xu sầm nô pi ní sầm ra bài bóng ôn treasury bị cha rồi nè tầng ọc ní hai dương nâng trở trên bị phía xa khi lục ất thay một tình tiết từ lời chụp lại nhìn và nãy xong bài bóng ôn kịch và ở vậy tới chi chạm khổ vì say rồi bảo bóng ôn nâng nông chức năm bị bọn mà phải nông niêm dương chi bộ cố để trong chạm vào đào mà chi vào cám nông niêm dương chi bộ cố đã cầm bông tay đồng nà ca chi vào cám rồi hỏi ở vậy tới chi chạm khổ vì say rồi bỏ bóng ôn xâm rạp cho năm bì bọn mập hầy bà bóng ôn nà đại miên chạm khổ vì say bóng ôn ảnh tờ xê nà không khẩm mấn chạy đồng lệch bàn bóng ôn nà đại mần chụp bà ảnh tờ xê xùm nua bàn và nay xông xùm nua ở trong trong tích bóng ôn nằm bây khlấy xô nhậm ảnh xông tốt bóng ôn đã sai toàn chia và chẳng bóng bóng này ai miên cầm nít và miên chạm khổ vì say và ai sơ xây bàn và sơ xây bàn chẳng ở con cầm lại bàn chụp kia nơi xa mà xa mình bàn chui cho xây và ở con chụp nghiệp xua bằng phôn pico đấy nè nơi dọc mai khơi nhẹ xem riệp nè bắt bò ngay chỗ mà chờ nè và ở con bằng phôn ta mau dương khlấy dương này dây ở khlấy khlấm hai việc khắng xem rap cho năm pi bòn mà phầy
บ่าประธานบอร์ดในที่ไหนนี้จะคู่วิสัยในการดักนอมอาชีพกรรมชั่งปีปอนมาภัยโอเคเอาไว้ตัวจีจะคู่วิสัยสำหรับชั่งปีปอนมาภัยระบบบองโอนต่างๆนี้บ่าออกคนจะมีสู้บองโอนต่างๆนี้ได้จำโจมาค่อยๆบ่าจะบองช่วยไปเช่นเดียวบอลบ่าบ่าให้ชมไอ้ឆ្លៀតឱកាសនេះបាទសិពៅចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សលោកគ្រូបាទអាហ្នឹងជាចំណុចមួយល្អដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមភ្ជាប់ចំណុចនេះបាទភ្ជាប់ជាមួយសិពៅមនុស្សខ្លះគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូនៅពេលដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតើយើងផ្ដោតគិតទៅលើចំណុចអីមុនគេអានេះជាការបើកនៅទស្សនៈការបើកនៅការយល់ឃើញរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិពៅហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរបងប្អូនយើងមួយចំនួនសួរថាលោកគ្រូឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការងារយកប្រាក់ខែខ្ញុំសន្សំលុយបានខ្លះហើយខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្ញុំចង់ចេញទៅរស់ស៊ីតើខ្ញុំគួរគិតដល់អីមុនគេសំណួរនេះគឺត្រូវបានលើកឡើងច្រើនលើកច្រើនសារដោយតាមរយៈពីសមាជិកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមអាជីវកម្មនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្ដើមចែករំលែកនៅគំនិតខ្លះទៅបងប្អូនដែលបានសួរនឹងថាទី1គឺយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើទីផ្សារតើនៅលើទីផ្សារគេកំពុងតែត្រូវការអីទីផ្សារកំពុងតែត្រូវការអីហើយធ្វើម៉េចទើបដឹងថាទីផ្សារកំពុងតែត្រូវការអីបងប្អូនស្ដាប់ការត្អូញត្អែរបស់អតិថិជនបងប្អូនស្ដាប់ការត្អូញត្អែរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូននឹងដឹងថាគេមានបញ្ហាអីតោះនេះបងប្អូនឡើយហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មហើយអ្នកដែលជោគជ័យទៅលើអាជីវកម្មគឺជាបុគ្គលដែលស្ដាប់ការត្អូញត្អែរបស់មនុស្សដែលមើលឃើញការលំបាកដែលមើលឃើញការលំបាករបស់មនុស្សហើយគាត់ប្រើក្បាលរបស់គាត់ដើម្បីគិតរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើក្បាលរបស់គាត់គិតរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហារបស់មនុស្សដែលកំពុងជួបឬក៏បញ្ហាដែលសង្គមកំពុងតែជួបគឺគាត់នឹងលេចចេញនៅគំនិតអាជីវកម្មមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់មនុស្សបញ្ហារបស់សង្គមហើយវាជាតម្រូវការនៅលើទីផ្សារនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទី1មិនដែរបងប្អូនចំណុចហ្នឹងបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ទី1បាទចំណុចសំខាន់ទី2យើងត្រូវសួរតើតើគំនិតអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងគំនិតអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងដែលយើងធ្វើទៅវាគឺជាអាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែរឬទេបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដែលជោគជ័យយូរអង្វែងខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីអ្នកឆក់ឱកាសទេគឺអ្នកដែលជោគជ័យយូរអង្វែងគឺគេផ្ដោតទោះបីជាគំនិតអាជីវកម្មនឹងល្អក៏ដោយចំណុចទី2គេសួរតើតើអាជីវកម្មនឹងគំនិតអាជីវកម្មនឹងពេលដែលធ្វើអាជីវកម្មនឹងតើវាជាអាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែរឬទេឬក៏គំនិតអាជីវកម្មលេចចេញមកនៅពេលដែលយើងអនុវត្តទៅវាត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់អញ្ចឹងអានឹងគឺចំណុចសំខាន់ទី2អាជីវកម្មទាំងឡាយណាដែលវាល្អជឿមានគំនិតល្អក៏ដោយតែបើសិនជាអាជីវកម្មនោះវាជាប្រភេទអាជីវកម្មដែលច្បាប់ហាមឃាត់
xâm nua bóng bốn cua thơ đại rì tì mà bóng bốn đại cổ bông đại tè xà nà ní ta bóng bốn cua thơ đại rì tì nhưng bóng bốn xua khổ này nà nâng chấm nói tì bì chấm nói tì bầy à chi và căm đại bóng bốn thơ tớ nghe bê đại dương an ở quá đại chi và căm tớ nghe và ta à chi và căm đại dương thơ nâng vì chui đó mà nụ ọt chạy xa đáy vì chui đó xa rai bà nhà hà rồi bỏ xung cung ọt bà sân chia vì chui đó xa rai từ lưu bà nhà hà bỏ xung cung vì chlai to bà tì mùi à nè, vì chlai to bà tì mùi à chân chúng nó chung khăn tì bấy ní cư dương trông xua thả tá à chi và cam rồi bỏ chương nó cứ bất chì chui đó mà nụ bất chì chui đó là tê để chốn hai bất chỉ chuối đó ca bằng ca ca nghĩ ai bộc lực của bà chương đại rì tì nhưng xuôi khlấy chúng nó tì bấy cũng nất ở chi và cam rồi bà chương chuối mà nụ đại rì tì hai tì buồn cứ rương này sầm khăn ta cũng nất ở chi và cam rồi bà chương để chương chọn bạc nữa ta về miền prạ chùm này nhọt và miền prạ chùm này nhọt đại vì ăn nổi nhát ở dương nắng miên để ron trả phiệp ọt miên lôi xâm rạp cho mà chai pro tập bạc ca ọt hãy cởi bởi dương chùm nay từ lưu pro tập bạc ca hơi ta dương nơi xoal pra chùm nânh khlắc và đọc bấy chân châm khuôn chân châm khuôn xá hãy tục lôi đọc bấy tục nơi bê đại khát đại rì tế chân chùm nói tiếng buồn đi cư chia bọc hết nay ca đại dương kích môn bê đại dương tại chập đàm phơ rương lùm ạch nâng không ạ chi bà cảm hai chùm nó chẳng bốn đi mình men xong đi cho sọp cho mọi giấy đi bằng bốn cư chia ca tre rì phì chà rà ná chia ca đau chia ca át nò vót chia cầm nít và chia sầm nánh nè ca kích không cả thuê chi và cảm bên nhé là bay nè lên bị phục lỗ và kê bắt đầu kê pê để kê miên cổng nứt ở chi và cảm ấy mùi kê xua ta xong nô pi ấy tì mùi cổng nứt ở chi và cảm rồi có ở chi và cảm để kê phong bạc nâng vì chlai tóp ta nâng bà nhà hà rồi bỏ xong cúng vì chlai tóp ta nâng bà nhà hà rồi bỏ mà nút đại chi ở tê đồ chôn nâng đại rì tê à nâng cư chùm nâng tì mùi chấm nó tìm bì nơi bê đại kê thư phương ảnh nâng ta kê bà mô krom mà nụp mò bì nát đâm bây ảnh ở vật ảnh nâng ảnh ấy cứ rương vay chân ai tiết bằng vốn bằng tay xâm dô mặt chê chú mùi bằng vốn ấy cứ còn đại chóng lược chi ủ tiêu hò khá chlòi tóp tên nâng chấm nói đại sĩ phứ còn lược lãng nông khẩm bân rồi bà khót đại xâm xua tha ta ở vay tới chỉ chạc khổ vì say nay ca đặc nom à chi và cam rồi bỏ bóng ổn xâm rạp cho năm bì bòn mà phải hãy dương ai miên ca dù khơi khó khăn nè bà nẹc lá chi chạc khổ với say đại quát trong khơi nợ không cho năm bì bòn mà phải bà nợ không cho năm bì bòn mà phải cứ quát trong khơi trong hôn rồi bỏ quát rừng mòn đại ca trên pi ca đặc nom là bà con đó trầm trời và nắng ai chịu thì họ trong khơi nước trong comment bảo hộ nước ở nơi mà chúng luôn này và dân trong sông mơ comment bảo hộ to rồi tiếp sầm nang trong miến chạm khô bị say vùng ri một rò bò chạm húi ở tư chỉ mạc và anh nắng cứ chơi ca tròn khơi bao giờ bà anh nắng cứ chơi rương đại lọ bà hai chị sầm nắng có tròn cướp cro ngày ban đầu bọc con ở bàn căn đã bớt xa trường muốn bà vì muốn ngày ban tục đạn bà nơi con ông te rồi còn nơi con ông khèn bao giờ dương tục chặt bọc lật tràn hay dương có trời chúm này bê bê lia tam đàn chả ơn bê khlắc ai văn có trầm trời bê khlắc ai văn có mần sơ chứ trầm trời bê khlắc dương
rùa nơi khổng phiếp song say nơi ca nơi ca cục cổ ngay văn đồ bỏ dương bà ca đã chọn tư chìa mát anh nâng cư chìa ca chọn khơi nơi tùm rung ạ chi và cam đồ bỏ dương vẫn chọn chọn chui chùm rung tư xùm nàng tích thà vô tầm miếp nơi ca bằng ca mát đồ bỏ dương cứ đầm bấy ỏi bởi chí chốn rư có ạ tê đi chốn để nơi khốn nông đầm bón bỏ chứng nghệ dường chúi lưu cầm bố chi vợp hiếp cổ xa bỏ gọt và nè vót tầm biến này ca bằng cá mát rồi bỏ chứng cứ chúi lưu cầm bố chi vợp hiếp rồi bỏ chí chốn đại chí ạ tê đi chốn rồi bỏ chứng chúi lưu cầm bố sốc vợp hiếp របស់ប្រជាជនដែលជាអតីតជនរបស់យើងជួយលើកកម្ពស់អនាម័យដល់បងប្អូនដល់ក្មួយក្មួយកុមារាកុមារីតាមរយៈម៉ាករបស់យើងដែលយើងលក់សាប៊ូបាទយើងលក់គ្រឿងទេសដែលវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទម្ហូបអាហារដែលវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអានឹងគឺជាជាចក្ខុវិស័យដែលយើងចង់ឃើញប្រជាជនយើងមានជីវភាពធូរធារតាមរយៈការដែលគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងទេសប្រើប្រាស់ម្ហូបអាហារដែលមិនមានជាតិពុលមិនមានជាតិគីមីឬក៏គាត់មានជីវភាពធូរធារតាមរយៈការដែលយើងគ្រាន់តែឲ្យក្មេងលាងដៃឲ្យមានមានសាប៊ូលាងដៃឧទាហរណ៍ណាយើងបើយើងគិតមួយជ្រុងយើងលក់ក៏ប៉ិនមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់លក់របស់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនដែលគាត់ចំណាយលុយទិញហើយគាត់អត់ចាំបាច់កូនចៅគាត់គ្រួសារគាត់អត់ត្រូវឈឺទេមិនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនសាកគាត់តែគិតចេះសាកគាត់តែគិតថាខ្ញុំបើកម៉ាត់មួយបើកម៉ាត់មួយប៉ុន្តែតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំវាដាច់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលក់បន្លែលក់ត្រីលក់សាច់ហើយលក់គ្រឿងទេសដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំលក់ធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានលុយទាំងខ្ញុំដឹងថាម្ហូបបន្លែដែលខ្ញុំលក់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជននៅពេលដែលគាត់ទិញទៅហូបខ្ញុំបានលុយមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ហូបហើយគ្រួសារគាត់អាចរៀនអាចហូបមកពេលហ្នឹងវាអត់តាន់អីទេមួយខែពីរខែបីខែក្រោយគ្រួសាររបស់គាត់មានជំងឺឧទាហរណ៍ឬក៏កូនរបស់គាត់មានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងយូរយូរទៅគាត់អាចឈឺដោយអត់ដឹងថាឈឺហ្នឹងវាបង្កឡើងដោយសារម្ហូបអាហារដែលខ្ញុំលក់ទេគ្រឿងបន្លែដែលខ្ញុំលក់ទេបងប្អូនឃើញទេនេះគឺមានន័យថាយើងធ្វើអាជីវកម្មលុយគឺយើងពិតជាចង់បានប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីឲ្យតែបានលុយចំណេញពីអាជីវកម្មរបស់យើងពីចំនួនរបស់យើងហើយទោះបីជាត្រូវបំផ្លាញសុខភាពប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរនោះទេនេះគឺជាទស្សនៈជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងនៃការដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងតើយើងចង់បានអីបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងប្រហែលជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបែបនេះការលើកឡើងបែបនេះមិនមែនជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេគឺទស្សនៈរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជោគជ័យជាពិសេស នៅលើពិភពលោកនៅជប៉ុនក៏ដោយការលក់ដូរណាទំនិញណាចំនួនអីក៏ដោយដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនឃើញហើយដូចប្រហិតខ្លះមានគីមីណាបន្លែខ្លះបាញ់គីមីយកមកលក់ណារបស់របរខ្លះខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេបាទនៅភេសជ្ជៈខ្លះដែលវាហូបទៅវាអាចប៉ូវកម្លាំងមួយផ្លេតប៉ុន្តែយូរយូរទៅវាបង្កទៅជាបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមឬក៏បញ្ហាដតីផ្សេងផ្សេងឡាក់នឹងឡាក់អានេះគឺខ្ញុំនិយាយពីរឿង
cá đại từ tu tiên phê sẽ chạy bơi cầm lăng đại viêm mần lọ và đại viêm mần lọ chấm không có giáo viên lấy cứ dương còn lụa đáy dương bán chùm nính và không có giáo viên lấy nè đại dô từ bà bác gọt nơi miên cầm lăng ở toàn ấy đấy bần tay là giáo viên về tới cứ gọt đọc cho nam phê cho nam khối gọt ai thiệt cầm lăng bạc cầm lăng gọt ai trụt trùm gọt ai tới chỉ chữ tì mũi bộ cô nó cứ gọt chữ hay cứ gọt ạ sẽ cảm ấy khai để chia cầm lăng bởi cầm lăng bộ là cam bên cái hai ta cầm lăng soi với dương thứ ấy lại cả đấy mẹ nói bằng một hai về dương chỉ nhẹ luôn cứ ngày khỏi tới dương lấy miếng là tiền cho nó mà tính nhỉ hai đấy bộ gọt slap bạt đấy nè chẳng xua thả ta chạm khổ vì say này cá đất no mà chi và cam rồi bỏ dương mốc rồi bỏ dương cầm nứt là chi và cam để dương chọn phơi tới nè ở vậy tới chỉ chạm khổ vì say bỏ dương dương chọn khơi nhảy dương trong khơi lôi chùm nánh dương trong khơi nhà tệ để chôn sợ bài chất dương trong khơi nẹ đẹp bẹp bón kê rình dưới sợ bài chất còn trò chứ rư cỏ chạm khô vì sai đâu bỏ chứ cứ dương sầm lăng khơi tệ bạ chùm nánh hai dương mình áo bơ nắng phía kia đẹp bẹp bón rư cỏ cả ta đẹp bẹp bón chẳng hạn ý cứ chia chùm nó chung mối bằng thêm chùm mối nắng sầm nang đà bàn lược tại lớp một là bỏ gọn và hãy xong sân khâm thà chúng nói nhí bọn phụ huynh đang học nếp và hãy chỉ phía trả ơn cứ miền cầm nít miền miền tiết sản nạc đây là ổ hỏi buộc xong đăng thà bọn phụ huynh đang học nếp là không có một chì vật cảm nít cứ chìa mà nút để miền chất là ổ cứ chìa mà nút để bác chất tù liê chẳng ổn bọn phụ huynh hãy chìa mà nút đại sản lãnh sản cung hai chìa mà nút đại sản lãnh và chìa bỏ rốt bọc luôn anh sản lãnh ở tệ để chôn bọc luôn anh chẳng phải chìa bỏ rốt rồi bỏ dưỡng có chìa ở tệ để chôn rồi bỏ dưỡng này dưỡng lụa thật cuốn, lụa bả lái, lụa sạch à nắng dưỡng lụa này nắm lụa ở chìa chôn dưỡng lụa cường tê và tay xinh xinh mình lụa ở chìa chôn dưỡng lụa khả ứ mình lụa ở chìa chôn dưỡng mẹ nói bỏ một bà chẳng bà sân chìa dưỡng kết khlây dương lụa bàn lôi về nâng phần tái phần lá tập hoa là bỏ dương xe vạc căm là bỏ dương rồi còn là bỏ bà dương để lụa tới nâng vía cái hai tha sầm lắp bàn tê để chôn đời bà giàu và bà vốn cầm lên nha ngày cơ rối ở hai chân này nha và anh ấy xong dễ về rương cầm nất ở chi vật cảm và chạm khô vị sáy thì lứa cầm nất ở chi vật cảm và phần tài môi tiền chạm khô vị sáy ở bỏ dương không cả đất nôm ở chi vật cam là không cho năm vị bọn một phẩy ní vì ai chia ca bùng rừng nơi bỏ bọn này cả đất nôm bỏ bọn này cả cực cực ở chi vật cam rồi bỏ dưỡng đã cầm bông tay đậm nà ca nơi không bạch cho bọn và chẳng bông bốn mươi tiền ở vậy tới chi chạc khổ vị say này cá đặc nom ở chi và cam rồi bỏ bông ôn là không chỉ nằm pi bòn mà phải bông ôn khá trong phơi chi và cam hái còn trong miên sợi dây phim này thì rành và thổ mình toàn chập đầu mà chi và cam ấy nhé phần này còn còn đấy miên cầm nít trong bằng cao đại chi và cả mối hỏi con sầm lăng từ ngày mốc con trong miên giờ đây phía này thì rành và thổ con trong miên giờ đây phía bên về lì nếu bây giờ con trong bán á hãy trong lưu chờ nè một bốn đọc bếp trong xua thẻ ta thử mạch cá đại dương trong bàn giờ đây phía này thì rành và thổ nè nát của trọng bàn này dương trọng bàn sẽ rơi phía này bê về lìa à chi và cam nắng bạch dương từ phớ có việc bọc bùm lôi ở dưỡng này có việc bật lật lôi ở dưỡng này ca để miên chạm khổ vì say trọng khơi lật tập hòa bạch ní
vì ọt bị bả đấy và nãy xua thả ta vì thở cả cường ấy khá vì thở cả cường ấy khá hay dân thử đặc nôm là bị mạch đầm ấy ở nông bị chanh hay dân thử cục cồn là bị mạch đầm ấy ở nông bị chanh hay dân thử miên cầm lắng bốc lực rồi bỏ dân bỏ mạng nét hay miên chùm niên ấy khá bố lời khái ta dương miên cồn mà nút dạng mạch đầm ấy thơ rừng nông bị chanh nâng cứ chìa rương đại bóng bốn trời xuống lúc này xuống lúc này ta dương dương miên chùm nó chọn nặng nợ và nẹ khác con bài xua xùm nô nữa thì đừng mất phẹo bọc xem khác nhằm đăng thá cả lô quát ta chênh tờ rô xì lúc này anh ọt bán ấy con ọt miên này say chỉ nẹ rô xì thế chẳng mà xua cho bọc xong xua cho bọc xong nhằm thọt bọc bán ấy nè anh nơi phơ ca ta đái hỏi nè anh ta kết ở chlát mà cầm rạch tiếp cứ nè anh công thật phơ khu này nè anh khai tới chiên nè vì nè dô nè anh khai tới chìa nè đã bụ cái nông cá pra hề rành và thổ để khu lôn miến bà tờ rô xí cho mỗi bộ cô nè đái khu lôn tốt chất đại luôn chưa chết đại kỳ miên sở mặt đập hiếp áo ý kế đặc nôm cực cồn hai bê đại chùm nính cứ dương dô bạc chùm nính khá mạo nâng cứ dương ác rộp bán bộp hộp chùm nô bì và tì mối cứ luôn ánh có phong đại thơ cá và nơi thơ cá tì bí cứ dương ác bà lùi đồ bỏ dưỡng đầm bấy ai bằng cao lùi bằng thèm tiết đòi dưỡng bằng chạm bạch tiết phở vi nắng bằng dưỡng ác tới bàn bằng tay chúng nói bà ra chơi bằng một nụ khác luôn có bông tài thơ ca nghiệp bình máu rư có luôn có bông tài thơ ca nghiệp ở vầy mũi đây có bông tài miền chùm nấu chẳng cứ con tư bằng cao ở vầy mũi tiết để con mình chú bác rư có bê về liêm mình cực rõn rư có con kết bạch nghỉ nghỉ bạn tại con ở bàn đau tham một bộ từ lời chúng nó chọn nó đi nắng có ai thôi con mình chụp chạy để bạn tại cầm nứt bao con cơ thể bằng cá một rồi bỏ bàn thái đầm bay ở con miên sợi dây phía này cho anh có thấu hãy sầm lưng mớ miên sợi dây phía này bê về liền bạn thấy thơ ở môi tiết nó nè rõ tập bê hậu bài miên bỏ miền vọng chắc là chúng nó chẳng ổn ý việc cháy xây nây ca đất nôm ở chi và cắm đã bị chiên từ rô sở rây phía phần này thay rành và thốt chiên từ rô sở rây phía phần này bê về lìa nâng cứ ọt khó thế phần tái dương thứ mạch dương đất nôm là bế mạch dương cục cồng là bế mạch hai mà nút đại trời mà thưa anh nắng miên nè nát lại miên nè nát lại hai bên chập đam từ bụng nắng tua ong là bỏ dưỡng tua ong là bỏ dưỡng cứ thưa